Sau 7 ngày diễn ra sôi nổi và hấp dẫn, Liên hoan trà quốc tế lần thứ nhất Thái Nguyên Việt Nam 2011 đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện lớn của Thái Nguyên và của cả nước, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hoạt động sản xuất và xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu trà Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Tới dự lễ bế mạc có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phạm Xuân Dương, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Dự lễ bế mạc còn có các đoàn đại biểu đến từ nhiều nước và vùng lãnh thổ cùng đông đảo các cơ quan thông tấn báo chí quốc tế và trong nước. Liên hoan đã thu hút hàng chục vạn lượt người tham gia các hoạt động như hội thảo quốc tế chè, lễ hội văn hóa trà, thi cây chè đẹp, triển lãm ảnh Việt Nam Thái Nguyên điểm đến của bạn. Liên hoan đã thực sự trở thành nơi hội tụ, giao lưu và liên kết các hoạt động kinh tế văn hóa xã hội, là nơi gặp gỡ giữa những người trồng chè với nhà khoa học, nhà quản lý, người tiêu dùng nhằm tôn vinh cây chè. Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, với 18 hoạt động diễn ra trong 7 ngày, Liên hoan trà quốc tế đã thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân, du khách và bạn bè quốc tế. Đồng chí yêu cầu cán bộ, ngành hữu quan các tỉnh thành thực hiện tốt chủ trương của Đảng về kết nối chặt chẽ giữa nhà nước, doanh nghiệp, người trồng chè để tiếp tục có những đóng góp cho sự nghiệp phát triển chè Việt Nam, tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đối với các vùng trồng chè nói chung và trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập của người dân, tạo mọi điều kiện cho ngành chè, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Lễ bế mạc Liên hoan trà quốc tế lần thứ nhất Thái Nguyên 2011 diễn ra với những màn biểu diễn ca nhạc với nhiều tiết mục đặc sắc và độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa. Nghệ thuật pha trà, thưởng trà cũng được các trà nương trong trang phục truyền thống tiếp tục thể hiện. Ban tổ chức cũng đã trao giấy chứng nhận và cúp vàng cho các cuộc thi Bàn tay vàng, Búp chè vàng, Văn hóa trà Việt. Tại lễ bế mạc diễn ra vòng chung kết cuộc thi Người đẹp xứ trà, với 30 thí sinh đã vượt qua vòng bán kết. Thí sinh có số báo danh 54 Mai Thị Hải Yến, Thái Nguyên đã đoạt giải người đẹp thứ nhất với giá trị giải thưởng 100 triệu đồng. Thí sinh có số báo danh 65 Võ Diệu Thảo, Khánh Hòa đoạt giải người đẹp thứ hai với giá trị giải thưởng 50 triệu đồng. Thí sinh có số báo danh 07 Lê Trọng Thanh, Sơn La đoạt giải người đẹp thứ ba với giá trị giải thưởng 30 triệu đồng. Ban giám khảo cũng đã trao nhiều giải thưởng phụ khác. Với vị trí là thủ phủ chè, chè Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát triển và trở thành cây công nghiệp có giá trị cao, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thành công của Liên Hoan là thắng lợi của niềm tin, niềm tự hào và đáp ứng được sự mong đợi của đông đảo nhân dân, người trồng chè, sản xuất, chế biến, tiêu dùng sản phẩm trà trong cả nước và bạn bè quốc tế, là cơ hội để người trồng chè và sản phẩm trà Việt Nam hội nhập quốc tế.